hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nội dung tập dị môn Túc luận chúng ta tìm hiểu đến ba vô thượng và ba minh. Ba vô thượng là gì? Đó là hành vô thượng, trí vô thượng và giải thoát vô thượng. Hành vô thượng là gì? Đó là thánh đạo tám chi của vô học. Đây gọi là hành vô thượng. Cho nên hành động của chúng ta khứ hợp tương xứng với chân kiến, chân tư duy, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, chân Chánh gì nữa? chánh niệm, chánh định, chánh à, tinh tấn, phải không à? Và chúng ta thấy cái cấu trúc nhân quả của nó, chánh kiến, chánh tư duy. Nhờ cái chánh kiến á mới sinh được chánh tư duy. Nếu như không có chánh kiến tức là không có chánh tư duy. Và có chánh tư duy nối ra đó là chánh ngữ nhớ là chánh niệm làm việc đó là chánh gì yeah. chánh nghiệp phải không à nuôi sống thân bạn chánh mạng siêng năng là chánh tinh tấn Có nhớ là chánh niệm có định nên là chánh định đúng phải không à và chúng ta đặt một câu hỏi ngược lại nếu như không có chánh kiến thì ngược lại là gì là tà kiến do vậy có nghĩ là tà tư duy có nói là tà ngữ có niệm là tà niệm hay thậm chí có định cũng là tà định à, vậy thì làm sao chúng ta thành tựu được chánh kiến loại bỏ tà kiến ở trong pháp tứ thánh đế khổ tập diệt đạo thế tôn nói rằng này các tỳ kheo đối với khổ ai quan sát chiêm nghiệm học hỏi phân tích tư duy nhận biết càng học hỏi càng tư duy càng nhận biết thì sẽ càng đạt đến trình độ thấy rõ hiểu rõ thông suốt giác ngộ đó gọi là trình độ nhãn trí minh giác đạo lý này y như là đạo lý học tập của chúng ta bất cứ lĩnh vực nào chúng ta không biết chúng ta quan sát lân cận lắng nghe học hỏi chiêm nghiệm ghi nhớ tập theo dần dà mỗi ngày một ít và cuối cùng chúng ta sẽ thành tựu tri kiến về lĩnh vực đó đạo lý này có ai phủ nhận được không không ai phủ nhận được hay nói cách khác học có học thì có biết cho nên nhờ học mới có biết ngay khi đức khánh đức khổng tứ người đời hối ngài ngài hồi ngài nói rằng không học mà biết đó là thánh nhân học mà biết gọi là hiền nhân học mà không biết đó là người ngu à. Đây thì chúng ta đặt câu hỏi, người ta hỏi vậy thì ngài thuộc hàng nào? Ngài nói ta nhờ học mới biết. Luật của Phật giáo cũng có câu nói, không học làm sao thành thánh nhân? Làm gì có chuyện là nhỏ không học lớn lên thành đại quý? Là sao có chuyện đó được phải không? Cho nên là phải học thôi. Và đặc biệt là pháp giác ngộ giải thoát. Chúng ta học tất cả cái pháp gì thì nó thành tựu pháp đó. Nhưng cái pháp hữu vi sanh tứ nó sẽ không có giải quyết tới chỗ tận cùng. Chỉ có học ở trong pháp vô vi mới chấm dứt được sinh, tứ sinh mà thôi. Mà pháp vô vi đây chính là trong tư thanh đế. Mà tư thanh đế nó đâu phải cái gì xa lạ đối với chúng ta. Khổ là một thực trạng mà chúng ta đang đối diện hàng ngày. Thầy thiết nghĩ rằng không ai trong chúng ta muốn làm con người xấu, cũng không ai muốn mình trở thành kẻ thất bại. Chúng ta ước mơ mình trở thành một người tốt, thánh thiện, là một biểu tượng đạo đức cho người đời tôn kính. Ai cũng muốn mình như vậy hết cả. Nhưng rồi cuộc sống đưa đấy một thời gian, chúng ta thấy mình trở thành một người xấu, và trong mọi việc chúng ta trở thành người thất bại Chúng ta có tìm ra một khối tài sản Rồi chúng ta cũng thất bại trước cái hàm răng của tứ thần Cho nên sinh lão bệnh tử khổ Đó là đạo lý không ai tới phủ nhận được Và Nguyên nhân của nó sinh ra từ đâu Nhìn thấy một gia đình, hai vợ chồng thương nhau Sao mà họ thương nhau nhiều như thế? Mình thấy mình hơi ghen tị đó nghe Tại vì gia đình mình không có được thương nhau như vậy Nhưng mà chúng ta không có ngờ rằng Trong đó có một người vô thường ra đi Người kia còn lại Thống khổ không thể tưởng được Như vậy thì Cái khổ gốc rễ của nó từ đâu sinh ra À, ái Mà ái có phải là là nguyên nhân sinh ra khổ hay không? Nó là duyên thôi. Nguyên nhân khổ chính là tham ái. Cho nên cái đẹp nó không phải là tội lỗi, mà tham cái đẹp mới là tội lỗi. Cái lòng tham của chúng ta ở trong ái nhiễm đó, nó là cái cội gốc sinh ra khổ đau. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời cũng có những giây phút tâm mình nó bình lặng. Nhất là một ngày lao động mệt mỏi, ngủ một giấc thật sâu, thức dậy sớm, thấy trong lòng mình nó phán lạnh mát mẻ. Trạng thái này rất thật là yên á. Nó giống như là niết bàn. Nếu như chúng ta ngồi công phu thường xuyên, chúng ta cũng có thể tiếp cận được trạng thái này. Niết Bàn cũng không phải ở đâu xa lạ Nó ở trước mắt của chúng ta Nhưng do chúng ta dùng tâm đi tìm kiếm Mọi sinh diệt trong cuộc sống Thì chúng ta gặp cánh sinh diệt Lãng quên Niết Bàn Giờ đây bừng tính một chút Nhìn lại thấy Niết Bàn chưa từng rời khỏi tự tâm của chúng ta Nhưng làm sao để chúng ta sống được với nó Cái gì gây hại cho nó Đó chính là sự điên đảo ở Trong nhận thức Điên đảo tức là lộn ngược Chữ đảo tức đảo ngược Điên điên đảo tức là lộn ngược Các vị nghe thầy miêu tả là thầy miêu tả Theo nghĩa Tức là cái Cái, cái duyên cánh nó như vậy Thì nó được đặt tên như vậy Chúng ta hoàn toàn không có cái ý là hạ cái này xuống lấy cái lên hay là tôn vinh cái nọ phi nhô cái kia mà chúng ta chỉ là người miêu tả mỗi trạng thái thôi vậy thì ở trong ở trong cái pháp sanh tử đó nó mình miêu tả mình thấy rằng nước bàn nó là cái gì sau khi chấm dứt đau khổ vậy thì muốn làm sao cho nó chấm dứt đau khổ có hai con đường một con đường là 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 sử dụng phi trạch diệt vô vi tức là gì tức là ngồi im bất động không chạy theo tất cả mọi tâm tưởng đó gọi là phi trạch diệt cho nên nó không có khởi thêm cái gì khác tâm sẽ khởi hợp vô vi còn có trường hợp thứ hai là trạch diệt vô vi Tức là lựa chọn Lựa chọn tức là lựa bỏ cái xấu lấy cái tốt Mà muốn lựa bỏ cái xấu lấy cái tốt Thì ý thức được những sai trái Gỡ tớm những xấu xa mình đang tạo ra Và kinh hãi những quả báo Mà chúng ta sẽ chuốt lấy trong tương lai từ đó cho nên chúng ta mới quyết định là dừng bỏ thân ngữ và ý ác hành và thực tập thân ngữ ý thiện hành. Dựa trên đó để chúng ta thấy bắt đầu từ đâu? Từ chân kiến. Mà muốn tăng trưởng chân kiến là phải tăng trưởng như lý tác ý. Bởi vì người điên đảo tác ý là người tự đoạn thiện căn. Muốn xây dựng thiện căn thì phải như lý tác ý. Tức là nó đúng như vậy, hãy nói như vậy, đừng một chín bỏ làm 10 đừng nhận thức thiên lệch đi thì đó gọi là như lý mà tác ý như lý tác ý chính là chính là chân kiến và chân kiến chúng ta nó được thường trực hay là nó bị thiên giảm nó nó luôn hiện hữu hay là lúc có lúc không đó là tùy theo cái cái sức chánh niệm của mình ở trong mỗi lúc mỗi nơi đạt đến chỗ chánh kiến và dựa trên đó mà chiêm nghiệm phân tích đây gọi là chánh tư duy lời nói ra trên cơ sở của chánh ngữ đó là những lời nói không gây tổn hại đặc biệt là chúng ta thọ trì giới thứ tư không nói sai sự thật không nói lưỡi hai chiều không nói lời ngọt ngào dụ dỗ không nói lời lời gì hả? Không thích đáng. Hay là gọi lời tạp nham vô ích. Đó là ngôn ngữ không thích đáng. Cố gắng nói lời thích đáng. Chúng ta hàng ngày nói lời hơi dư. Có những chuyện cần nói là nói thiếu. Cho nên đó gọi là trạng thái ngôn ngữ không thích đáng. Như vậy thì từ chánh kiến tới chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, chánh mạng chánh niệm chánh định là chánh tinh tấn thì nói chung là các cái nền tảng trong chánh đó ở trong bát thánh đạo nó đều lưu xuất từ chánh kiến việc chúng ta học đạo ở đây chính là chúng ta đang từng bước xây dựng cho mình thành tựu chánh kiến chánh kiến ở trong chừng mực của của con người ở trong chừng mực của chư thiên ở trong chừng mực của các tầng bậc như là các tầng trời vô sắc, tranh kiến nó như thế nào thì đó cũng là một điều khó khăn cho chúng ta bởi vì mỗi cái tầng bậc nó có cách suy nghĩ riêng cũng giống như chúng ta có quan niệm riêng của mình khi chúng ta đối diện với một tình huống chúng ta có cái thái độ nhận thức phản ứng khác nhau ví dụ như ở đời ai ức hiếp mình mình có cái sức mạnh trên tay thì mình có thể ăn miếng trả miếng làm cho người ta khuất phục trước sức mạnh của mình nhưng mà ở trong Phật pháp đôi khi ứng xử nó lại khác đi tranh cử thị trưởng tổng thống người thì tranh kế thì ủng hộ cúng dường tam bảo từ từ sau một tranh cử tính đó, cho thí dụ như vậy là say xưa trong cái môi trường tranh cử chính trị nó cũng vui vậy là sân chơi chính trị của phạm Vũ hữu tình nhưng mà bậc thánh giả thì không bao giờ muốn làm làm mà làm vua làm thượng đế làm tố phụ sinh ra muôn loài chỉ cần một ngày tu bất quan trai thành tựu công đức viên mãn cũng có thể trở thành đấng phạm thiên là tố phụ chúa tử sinh muôn loài nhưng mà vị hành giả này không mang tới cái kết quả an lạc đó. Bởi vì lên cõi trời cõi đó để làm gì? Không lý nào có hai vua rồi lại đi tranh cãi nhau. Thánh giả chỉ mong cầu ra ngoài ba cõi mà thôi. Thì ở trong những khái niệm như vậy đó, đó là chánh kiến. Còn ở đời chiến thắng đã được một cái gì đó đứng đầu trong thiên hạ. Đây gọi là chiến thắng là thành công. Thành ra hai quan điểm nó cũng khác nhau Ví dụ như các vị học đạo đối giải thoát Nó khác học đạo đối cho biết Hoặc là tu tập quyết định mong chứng thánh Hay là tu tập chỉ dừng lại ở chỗ Cầu một chút phước báo ở trong nhân thiên loài người Về chùa lễ Phật Để chúng ta thớ nhập cái tự tánh thanh tịnh siêu việt như Phật Đó gọi là nâng lễ sẽ lễ tánh không tịch hay là chúng ta lễ Phật để cầu được một chút phước báo giúp cho chúng ta có đời sống bình an rõ ràng các mục đích của nó khác nhau vì vậy mà chúng ta thấy rằng để đạt đến chỗ chánh kiến đời hối chúng ta phải nỗ lực rất lớn chứ không đơn thuần là học một hai chữ mà đạt đến được đầu hôm nay thầy ngồi trước bục giảng trình bày cho các vị nghe câu nói nào cũng có kinh điển dẫn đường là bởi lẽ trên 30 năm Không những là Hiếu mà còn thuộc rất nhiều Cũng có duyên may Trí nhớ được nhiều Thường thường kinh điển Thầy nhớ nhanh hơn những cái khác Học cái gì cũng nhanh nhớ Nhưng mà đỡ nhớ lâu Không quên thì Thường kinh nó lại có cái ưu thế hơn Ở trong tâm Kinh qua những bộ Cho một thí dụ như các vị hòa thượng Ở Việt Nam Ngày xưa có vị trưởng thành ở trong hán tạng cầm bản kinh chữ hán đọc tụng thoải mái cách nghĩa dịch thuật thoải mái tự tại nhưng dấu sau đi nữa cũng là ngôn ngữ thôi chữ hán cũng là chữ chữ gì cũng là chữ thôi có gì đâu biết chữ hán mới gọi là gơ gớm người gớm ở chỗ là chúng ta hiểu được phật pháp mới là hơn thấp nhưng có vị thì không biết chữ hán mà chỉ biết Bali thôi. Thành ra dịch những bộ kinh Bali cũng ra tiếng Việt. Có vị dịch chữ Hán ra tiếng Việt. Nhưng mà kinh tạng Bali nó mang sắc thái của Nam truyền Phật giáo. Còn Bác Tạng thì lại mang sắc thái của Hán Tạng Trung Quốc. Hai nền văn hóa này khác nhau. Và chúng ta sẽ có cảm nhận khác nhau từ những ngôn ngữ ghi lại kinh tạng. Cho nên chúng ta sẽ có cái cái tư duy khác nhau khi chúng ta tiếp cận kinh điển. Đó là lý do tại sao mà nam truyền thường hay hay uh, chớ diễu bác truyền rằng bác truyền là những bộ kinh lai tạp phát triển, không phải là gốc rễ. Còn Bất truyền thì chưa bai nam truyền là thú cựu, tiếu thừa. Chỉ ta đây là quán đại. Rồi hai bên cãi nhau. Và chúng ta thấy một khi chúng ta đã cãi nhau rồi thì làm sao bình an nữa? Mà đã không bình an nữa rồi thì thiếu thừa, đại thừa nó làm gì? Cho nên khi chúng ta học kinh điển hai bên chiêm nghiệm sâu sắc, chúng ta rút ra được tinh hoa của giáo pháp. Thấy được nét tinh hoa của giáo pháp thì chúng ta thấy giáo pháp của Đức Như Lai đã tiến tới chấm dứt đau khổ, giác ngộ, giác ngộ chân lý. Đó chính là điều cốt túy. Và như vậy chúng ta không thấy cái gì là bét lạ nam nữa hết. Miễn làm sao ngôn ngữ nào, lời lẽ nào giúp cho hữu tình ở trong quốc độ đó sứ sở đó có được an lạc hạnh phúc thì giáo nghĩa đó là tuyệt vời đối với họ như vậy thì ở đây chúng ta thấy đó là tinh thần chánh kiến cho nên học cái chữ chánh kiến không có dễ dàng gì không dễ dàng gì và chúng ta biết rằng á là muốn đạt đến cái chỗ là là thánh đạo tám chi của vô học là chúng ta học thông thạo các cảnh giới này như một thanh sắt nóng nước rơi xuống trên thanh sắt độ bốc hơi của nó còn nhanh hơn là tốc độ rơi của giọt nước tâm của vị a la hán xả tất cả các pháp sanh diệt nhanh như độ bốc hơi đó và pháp xả đó là pháp xả siêu việt cho nên tâm của các ngài ở trong sự giải thoát siêu việt còn pháp xả trong tâm chúng ta rất yếu mà pháp sẽ càng yếu chúng ta lại càng khổ pháp sẽ cực yếu cực khổ chiêu cảm quả báo địa ngục a tỳ pháp sẽ cực mạnh mạnh nhất ở trong thời gian này chúng ta chiêu cảm trở thành chư thiên trên cõi trời tam thiền cho nên nói rằng á tôi hạnh phúc như cõi trời tam thiền nói tôi đó là đúng còn nói tôi hạnh phúc như Cánh tứ thiền là nói xài bởi vì tứ thiền xả luôn cả khổ lẫn lạc tâm không thể nào thọ lạc không thọ lạc thì sao gọi là lạc như tứ thiện thành đang ngôn ngữ chúng ta nói sai hiểu chưa hả những cảnh giới này nó hơi trừu tượng một chút còn cái cảnh giới hữu học là những cái quả sơ quả nhị quả tam quả là cảnh giới hữu học hành vô thượng của các cảnh giới đó đó gọi là hành vô thượng còn trí vô thượng là gì? Pháp trí của vô học gọi là trí vô thượng. Xin lỗi, tám trí của vô học gọi là trí vô thượng. Tám trí đó là gì? Đó là thế tục trí, tha tâm trí, pháp trí, loại trí, khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Đây chính là tám trí vô học. Cuối cùng giải thoát vô thượng là gì? Đó là tận trí, vô sanh trí Gọi là giải thoát vô thượng Tận trí, vô sanh trí Đây là trí cô vị A-la-hán Cảnh giới này gọi là giải thoát vô thượng Như vậy, câu hỏi đặt ra Thế nào là ba vô thượng? Chúng ta trả lời đó là hành vô thượng, trí vô thượng, giải thoát vô thượng. Hành vô thượng chỉ có hành trong tám thánh đạo. Trí vô thượng chỉ có trí vô học của vị A La Hán và giải thoát vô thượng đó là đó là cảnh giới tận trí vô sanh trí của vị A La Hán. Xong chưa hả? Chúng ta đi tiếp một phần cuối đó là ba minh. Minh tức là sáng, rõ. Ba ba minh đó là vô học túc trụ tùy niệm trí tác chứng minh hai là vô học tứ sanh trí tác chứng minh ba là vô học lậu tận trí tác chứng minh bây giờ chúng ta phân tích từng câu túc trụ tùy niệm trí tác chứng minh của vô học là thế nào đó là trí như thật biết các việc đời trước Tức như thật biết đời quá khứ Một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời Hoặc trăm ngàn đời, hoặc nhiều trăm đời Hoặc nhiều ngàn đời, hoặc nhiều trăm ngàn đời Hoặc kiếp hoại, hoặc kiếp thành Kiếp hoại tức là cái kiếp hủy hoại của qua địa cầu Qua địa cầu chúng ta đang trong tiến trình của kiếp hoại Nó mới bắt đầu hoại và từ cái bắt đầu hỏi này vừa sâu lâu lắm Và cuối cùng nó có bấy mặt trời xuất hiện Quanh trái đất Cho nên trái đất không còn có ban đêm Và do vậy mà sức nóng nó khiến cho nước trên mặt đất này khô cạn Tới mức á, qua địa cầu này đỏ như than hồng Đó là những cái, cái tai nạn gọi là hóa tai Hóa tai rồi tới phong tới thúy tai, phong tai, những cái tam tai này nó sẽ cháy lên tới ở tầng trời, tầng nào? Hả? Tầng trời nào? Đấu xuất, đấu xuất nhưng nó cũng chỉ nước tham chỉ có tràn đến cái tầng trời ngoại viện đấu xuất thôi. Còn nội viện đấu xuất ở trong đó toàn là những vị a-la-hán không có chiêu cảm những cái quả khổ đau này. Nhưng mà chúng ta đừng có lo Cái thế giới mà khi nó đó như thăng hồng đó Tất cả hữu tình trong thế giới này đều chứng cảnh tam thiền Tại sao như vậy hả? Tại vì sợ quá tu đến cho rồi Chúng ta nghĩ rằng ngày mai mình còn sống Cho nên hôm nay mình chưa tu Chứ ngày mai mình chết ấy, Là mình nay tu ghét lắm đấy Có khi thầy thấy Một hai người tới Đi cái tướng mạo nó khô lắm có người thì đau, có lẽ ung thư. Hai cái tay đi toàn ten, toàn ten, đung đưa, đung đưa. Giống như là hai cái tay chuẩn bị rớt ra. Thân thế nó suy kiệt do bệnh ung thư. Không biết tâm này có thực sự có tôi không? Nếu như tâm này mà cái, cái thân mà nó khỏe, không biết người ta có tới chùa không? Hả? À, có hay không hả? À? cho nên đôi khi cái bệnh nó khiến chúng ta tu cũng có à, hay cái già cái mệt mỏi cái suy kiệt nó khiến chúng ta tu thành ra thầy có nói tu là cảnh giới của tâm hướng nội không có giới hạn độ tuổi tâm ai hướng nội người ta thường hay đi tìm kiếm cái triết học nội tâm mà triết học nội tâm là trở về chiêm nghiệm thân bốn đại ngũ uẩn của chúng ta đây nó cấu trúc như thế nào các loại cảm giác như thế nào ví dụ như cái cái cái, cái pháp mà chúng ta gọi là quán thọ đó chúng ta ngồi im chúng ta thấy trong lòng mình nó buồn chúng ta nói rằng đó là thọ buồn sinh cái buồn sinh và chúng ta không cần làm gì nó hết cứ ngồi im nhìn nó thôi Đừng có buồn theo nó. Tức là nó đừng vào trong nhà mình, nó nhấy những giai điệu thước tha. Chúng ta cũng ra tha thước theo. Rồi nhấy một hồi xong rồi á, thì nó chưa đi mà lòng mình đã, ha à, đã tơ tái tái tơ. Cho nên, các thọ nó đến, không có làm bạn với nó. Biết nó đến, đó là biết thọ sinh. Biết thọ trụ, biết thọ diệt dạng vật vô thường thọ đó không thể nào trụ mãi, biết nó như vậy đó. rồi có khi thọ à, thọ nó duyên cách này duyên cách kia đủ loại cảm xúc mà chúng ta ngồi tu tập chiêm nghiệm các cảm thọ sinh khởi trong lòng, cho nên chúng ta lâu ngày cũng hiếu được nó, nó không thể làm chủ chúng ta. chúng ta lúc bây giờ không còn sống theo trạng thái thích hay không thích nữa. Mà chúng ta hãy sống theo trạng thái là cần hay không cần. Cho nên chúng ta làm việc, là làm việc cần làm. Không có làm việc thích làm. Mình làm việc thích làm, nó cũng là thỏa mãn theo ý thích. Mà ý thích là một mặt trái của lòng tham. Còn làm việc cần làm là làm bằng trí tuệ nhận biết. Mà làm việc bằng trí Tham nó không có Cho nên công việc vẫn thành tựu Nhưng mà phước báo không bị mất đi Còn lòng tham nó làm tan hoang phước báo Chúng ta chiêm nghiệm sâu xa những mặt như vậy Để chúng ta thấy rằng là như thật biết Cái chữ trí như thật biết Trong đạo Phật chúng ta là như thật biết Như thật biết về đời trước Biết tất cả kiếp thành trụ hoại Kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại hoặc là uh, trong tụ hữu tình như vậy tụ hữu tình tức là con người chúng ta chúng ta thấy họ sống thành chùm thành chùm á, thành nhóm thành nhóm bạn bè cũng thành nhóm sở thích cũng thành nhóm à, từng chơi từng nhóm từng nhóm vậy đó tùy theo nghiệp duyên có người có chung sở thích bóng đá không cần biết rằng là xuất thân từ địa vị nào nhưng mà họ thường kết bạn với nhau đó bàn luận và thậm chí họ còn còn hèn méo lên cá độ nữa bóng đá yêu thích dữ lắm nhưng mà cái cái tụ đó chúng ta đi trên phi cơ nhìn xuống thấy chúng sẽ là sống thành tận tụ tụ đi miền đông qua miền này miền tây của hoa kỳ có những đoạn là toàn là núi rừng có những đoạn là người ta sống thành những làng mạc thành những từng xóm từng xóm như vậy đó À, từng tụ mà đa số tụ nào sống cũng gần gần nước Có cái xu thế là sống gần nước Cứ quanh quẩn nước vậy đó Các dòng sông Hoặc là nơi nào có biến à, Các tụ sống như vậy Còn cái tụ làm thiện chư thiên Còn cái tụ súc sinh Tụ ngạ quý Tụ địa ngục à, Các tụ Có khi chúng ta ở kiếp này ở kiếp kia Đầu thai kiếp này sinh kiếp kia Bỏ thân thay hình đối dạng bao nhiêu cái tụ ta từng có tên như vậy chúng loại như vậy ta là nam như vậy là nữ như vậy chuyện có ghi lại trong kinh không biết có thật hay không nhưng mà có người thấy tôn giả phú lô na tôn giả phú lô na đẹp lắm đẹp phật có 32 tướng tốt ngài có 31 tướng tốt Phật cao 1m83 Ngài cao 1m82 Ngài có cái tài khôi hài Thi vinh Ngài đều tương tận Nhất là nâng khiếu âm nhạc khôi hài Ngài xuất hiện chỗ nào Cũng đem đến niềm vui Và cái, cái tiếng cười cho mọi người Cho nên cái sức cuốn hút của Ngài rất là lớn Tới khi Ngài xuất gia cũng vậy Ngài cũng luôn đem đến an lạc hạnh phúc cho người khác Bằng cái, 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 lời lễ thuyết pháp của mình ngài trở thành một vị thuyết pháp đệ nhất hôm đó ngài ngài tắm ở dưới sông thì kheo a à la hán tắm dưới sông có một cái cậu thanh niên con nhà tí phú nhìn thấy cái sắc diện của ngài sau đó khởi cái tạp niệm tà kỳ tà niệm mình ước gì mình thành con gái Mình làm vợ cái ông thầy đó Tự nhiên nhìn thấy mình thành một gái thật Cái chuyện nó có ghi trong kinh Và bắt đầu là 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 cô không không dám vào nhà Cháu hồ quá Bỏ xứ đi Mà trong khi cô đã có vợ Cái thời trước đó là, là đàn ông Có vợ hai đứa con Đi sang một cái khu làng khác một địa phương khác là phụ nữ đẹp mà lại lấy chồng sinh hai đứa con sinh hai đứa con xong rồi thì lớn lên thời gian thì khổ thay là hai đứa con nó lại thương hai đứa con mà chính cô là người biết là con của mình lúc đó cô đau khổ quá đi xăm hối phát lộ sám hối sám hối với tôn giả là tôi đã khởi cái tạp niệm với ngài à, do vậy cho nên xin phát lộ sám hối và khi mà cô sám hối và cô ước nguyện trở lại với cái nghiệp như cũ thì tự nhiên cô thành đàn ông trở lại cho nên trước đây tôi là cha của hai đứa trẻ và tôi cũng là mẹ của hai đứa trẻ sự thấy hình đối dạng chỉ có người ngu si chúng ta Mới thấy trong đấy có hạnh phúc Còn một bậc chứng biết như thật Kiếp này và kiếp kia Thay đổi cái chết như một giấc ngủ mà thôi Rồi lại thấy mình mang một hình hài sau Nhưng trí của chúng ta chỉ có nhận biết trong hiện hữu này Vô lượng kiếp nào có thể thấy biết Do vậy cho nên ở đây Một người đạt đến cái chỗ là Thành tựu được được trí, được được sự chứng đắc thì người này biết được rõ là ta chúng loại đó, họ đó từng ăn thức ăn như vậy, từng thọ khổ như vậy, thọ lạc như vậy, từng trường thọ như vậy, sống lâu như vậy, thọ số lượng giới hạn như vậy, ta từng chết chỗ này sinh chỗ kia, lại từ chỗ kia sinh chỗ này. Khéo tùy niệm như thật nhớ biết vô lượng việc đời trước như hình tướng, nhân duyên, lời nói như vậy. Đây gọi là túc trụ tùy niệm trí tác chứng minh của vô học. Thành tựu những cái quá vị A-la-hán thì chúng ta thấy nhớ lại biết lại hết tất cả. Đây là cảnh giới của trí tuệ và câu hỏi đặt ra trong đây minh là gì? Minh tức là trí biết tương tục đời trước gọi là minh. Tức là biết tất cả mọi đời trước. Nó thuộc về trí. Tiếp theo thứ hai. Tứ sanh tác trí chứng minh của vô học là gì? Tức là bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn loài người, thấy các hữu tình khi chết khi sinh, có thân hình, có thân tướng đẹp thần tướng xấu hoặc hạ liệt hoặc thù thắng hoặc sanh cõi lành hoặc sanh cõi dữ thấy hữu tình thành tựu thân ác hành ngữ ác hành ý ác hành phát khởi tà kiến hủy bán thánh hiền thành tựu nhân duyên thọ trì pháp của nghiệp tà kiến như vậy do nhân duyên này sau khi thân hoại mạng chung đọa vào cõi ác thú sanh trong địa ngục Chúng ta hiểu nôm na một đoạn này tức là gì? Tức là thấy tất, tất cả các hữu tình ở trong ba cõi mười phương với nhiều hình thái sắc tướng khác nhau. Nhưng suy cho cùng nghiệp tạo ra cũng từ ba phương diện thân ngữ ý mà thôi. Với thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp tà kiến thì tạo cái nhân xấu ác do vậy mà đọa vô ở trong ba ác thú, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngược lại, vị thái biết cũng thấy rằng hữu tình thành tựu thân diệu hành, ngữ diệu hành, ý diệu hành. Thân giữ năm giới đó là thân diệu hành, ngữ diệu hành, ý diệu hành, phát khởi chánh kiến, tán tháng hiền thánh, thành tựu nhân duyên thọ trì, nghiệp pháp chánh kiến như vậy. Nhân duyên thọ trì nghiệp pháp chánh kiến là chúng ta đang học chánh pháp đang giữ học chánh pháp đang cố nhớ chánh pháp đó là nhân duyên dự học đó đó nè đó là nhân duyên thọ trì nghiệp gọi là nghiệp pháp chánh kiến không học làm sao mà mà biết được và nay mai phải cho thi một chút nữa là thi đỡ học chứ, chứ học mà học mà không thi thì không học đâu cho nên học đỡ thi thi để học mà ra đời thi để học mà đã học được rồi nó nhớ lâu hơn không thi có thừa nhận hay không ạ à? câu nào mà làm sai nhớ kỹ hơn câu làm đúng con người chúng ta học đạo là vậy đó do nhân duyên này sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời cõi lành khéo như thật biết nghiệp quả sai biệt của các hữu tình như vậy đây gọi là tứ sanh trí tác chứng minh vô học như vậy thì cái gọi tứ sanh tác trí tức là cái những cái gì diễn ra ở trong cõi sanh tử làm tạo tác ở trong cõi sanh tử của một vị vô học ngài đều biết rõ hết vậy thì cái gì gọi là minh trong này đây chính là trí biết nghiệp của mình cho nên trí biết uh, tương tục ở trong đời trước và trí biết nghiệp của mình đều gọi là minh cuối cùng là gì Lậu tận trí tác chứng minh của vô học là gì? Đó là như thật biết Đây là thánh đế về khổ Đây là thánh đế về nhân có khổ Đây là thánh đế về khổ diệt Đây là thánh đế về con đường đưa đến diệt khổ Con đường đưa đến diệt khổ là con đường Con đường đạo Đạo là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau Cho nên chúng ta học đạo là học con đường chấm dứt khổ đau Thực tập đạo là thực tập chấm dứt khổ đau Và chúng ta làm cái gì Hướng tới trạng thái chấm dứt khổ đau Tuyệt đối Đó mới chính là học đạo Còn trái với mục đích này Thì không phải là đạo Ghi nhớ như vậy Đôi khi chúng ta mang danh hộ trì chánh pháp Nhưng thực ra Chúng ta đang gì Đang tìm cách sinh tồn ở trong cuộc sống. Đây không phải là đạo diệt khổ mà đó chỉ là phương pháp sinh tồn mà thôi. Người ấy thấy như vậy, biết như vậy, tâm giải thoát, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. Đây gọi là gì? Là giải thoát giải thoát dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Những thuật ngữ này chúng ta đã biết lần trước rồi phải không? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu lậu là một trạng thái là là ròn rỉ mục rã nó không có ở yên nó đều hủy diệt theo năm tháng đã như thật thấy biết sự sanh của ta đã dứt phạm hạnh đã lập việc cần làm đã làm xong không còn thọ thân sau đây gọi là lậu tận trí tác chứng minh của vô học cái gì khiến chúng ta ở trong sanh tử của ta bà này đó là năm gì năm truyền cái là cái gì à, truyền cái chữ truyền là gì là truyền phước, là dơ bẩn là ô ế còn cái là gì là ngăn chê cho nên nói cái gì khiến chúng ta giữ chân trong sanh tử Thì nói trong trường cái cũng được Cái gì khiến chúng ta tạo nghiệp trong luân hồi Năm kiết sử Đó là gì Tham Sân Gì nữa Thân kiến Giới cấm thủ và Và nghi Chúng ta tập cái pháp ly dục ly ác bất thiện Đó là ly cái gì Ly tham Sân Gì nữa Tham dục sân nhớ Hôn trầm thủy miên trạo cứu ô tác và nghi Đó chính là Năm triền cái Năm triền cái này Chúng ta rơi khỏi nó Đó gọi là ly dục Ly ác bất thiện pháp ác bất thiện pháp phải được xác định đó chính là năm triền cái và bỏ nó được uh, hết đi nhiều phần thì chúng ta không có lý do gì sinh ở cõi này nhưng còn tàn dư thành là chúng ta sinh chư thiên các cõi trời bỏ luôn cái phần tàn dư đó chúng ta mới ra khối ba cõi đây gọi là minh vì trí biết lậu tận gọi là minh do đó mà thế tôn nói Mâu ni nhớ đời trước Thấy biết cõi tốt xấu Rõ sanh tử đã tặng Đất cứu cánh thông tuệ Đấy. Một thái tử Tất Đạt Đa ra đi Với đôi chân trần in cát trắng Vội vượt sống bên ngàn Đi đâu? Đi tìm sư học đạo đi đâu đi tìm ở trong những lối tu khổ hạnh cực đoan. Chẳng hạn như tất cả người đời tu cái pháp khổ hạnh gì thì ngài tu pháp đó. Mà ngài tu trở thành siêu việt ở trong họ, cho nên người đời tôn xưng ngài bậc khổ hạnh đệ nhất. Chẳng hạn như tu theo giới chó. Tu bằng cách nào? Khi mặt trời ló dạng Bắt đầu Ngài phải chạy khối chuồng bò Chạy tới khi nào không thấy người nào hết Hoặc là người ta không còn thấy Ngài Nếu có người đông quá thì Ngài cứ thế mà chạy Không biết rằng bữa ngắn bữa dài Cứ chạy thôi Ngài miêu tả rằng có khi ta chạy bên qua mấy hòn núi Dược qua mấy thung lũng Khi không còn thấy ai Ta cúi mặt xuống đất bắt đầu ta bò bằng đầu gối và hai cánh chó bò cho tới khi vừa tới chuồng bò trên đường đó đời sống của ta khát nước thì uống nước tiếu của chính mình đối thì ăn phân của con bò nghe đó là hai nguồn thực phẩm tồn tại trong suốt tiến trình tu học nghĩ rằng đầy đọa ép xác Lòng tham không còn gì tham ở đời Thân là một thái tử Thực tập một cái pháp như vậy Chúng ta có thể tướng được hay không Một một pháp đó thôi Nhưng mà cuối cùng vẫn phải tìm trí tuệ Ở trong tự tâm mới có thể chứng đắc được thánh quả Đạt đến sự giác ngộ an lạc rồi Ngài trở về hoàng cung Chúng ta chỉ có nói được mấy câu thôi Đó là người từ cõi tâm không vừa thăm chốn bụi hồng chữ từ cõi tâm không hay lắm tâm chúng ta quá nhiều tham sân si mà nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ với công thủ bao nhiêu thứ hí nộ ái ố ai là cụ tưởng chừng như tâm chúng ta chứa đầy ép tất cả một khối lượng công việc rõ ràng còn mấy tháng nữa chết thôi Vậy mà nói thưa thầy Con chưa rảnh để tu ập nó đã ép hết mà Lúc nào cũng thấy bao nhiêu công việc Tất bật từ chỗ làm tới ở nhà Thời gian không đủ để giải quyết một ngày Nhà thầy đây Ở đây cũng vậy tất bật cho mây tắt bật cho Phật Pháp Thành có, có chút phước Ví dụ như hôm nay từ sáng giờ 4 giờ tới bây giờ Chưa nghĩ chút chút nào này, Giải quyết từ việc này tới việc nọ Cái việc khó khăn Việc phiền não À, việc lớn việc bé à, việc nào cũng đụng tới là tiền bạc còn mất phức tạp cho Tam Bảo thấy nó cũng bận rộn nhiều việc thật à, còn quản lý cái sự quát mít nữa người ta hỏi thầy đi Mỹ làm gì thầy làm chú chợ chú chợ <laughs> Ý chăng, chú chợ, chú chợ cái chợ chẳng phải mít nó làm chú không phải chú chợ còn gì tướng đi mỹ tưởng mà hay ho gì thầy đi mỹ làm chú chợ đó, thầy đúng đích thị như vậy cho nên cho nên cuộc đời nhân duyên đưa đấy không thể nào tránh được cái gì tránh cô nào trợ trao cô đó ngày xưa sợ nhất là nuôi chó bây giờ nuôi ba con Nhưng con chết phải tiếp dẫn ngay ngắn nữa dối sợ cho nên là chúng ta thấy trong tâm mình có quá nhiều thứ. Do vậy cái tâm mình nó bị cái còn cái mất của những ảnh tượng đó thay đổi. Và thức chúng ta duyên trên cái còn cái mất của các ảnh tượng nó đổi dời theo. Do đó cho nên chúng ta đang tồn tại với trạng thái thức tùy chuyển. Các phải nhớ chữ đó. Thức tùy chuyển tuy vào sự tồn tại hay là mất đi của một hiện tượng, một ký ức mà các cảm thọ sẽ sinh ra thế này, thế nọ. Đây gọi là thức tùy chuyển. Thức này là thức sanh diệt. Mà sống ở trong cái thức sanh diệt cho nên chúng ta khổ đau. Ví dụ như chúng ta sống, chúng ta có một người thân rất là thương quý. Họ mang bạo bệnh đột ngột qua đời. Tức là họ không còn hiện hữu nữa. Và thức của chúng ta không kiếm ra được họ nữa. Cho nên cái thức đó bị chuyển đi gọi là thức tùy chuyển khổ xuất hiện đó Vậy thì đức thế tôn an lạc vô cùng từ cõi tâm không về thăm chốn bụi hồng là cái bụi chúng ta đang sống đây cái bụi hồng trần đây và thăm cái chốn bụi hồng này dẫn thấy màu quá khứ ngập dưới ánh hoàng hôn Màu quá khứ nó đầy đủ hết Nhìn rõ hết là một màu ám đạm của sanh tử khổ đau. Vẫn thấy màu quá khứ ngập dưới ánh hoàng hôn. Luân hồi từ vô thủy đau khổ đến vô chung. Thân phận của chúng ta là thế. Luân hồi từ vô thủy tới hôm nay vẫn không có hạnh phúc, vậy mà chúng ta cứ đi tìm hạnh phúc mãi. Đau khổ đến vô chung. Ai nâng niu cõi thế đưa qua bùng tử sinh. Chỉ có những vị Đại Bồ Tát thương xót hữu tình trầm luân cho nên mới làm cái việc nâng niu cõi thế đưa vào bùng tử sinh nếu không phát tâm thấy mặt ai cũng đang ghét có đúng vậy không à à, cái mặt tham sân si đầy vậy mà tưởng mày ngon lắm đúng không à nếu mà thấy đang ghét nhưng mà giờ nâng niu cõi thế đưa vào bùng tử sinh cho nên ráng mà ngồi đây ví dụ vậy đó à, làm bồ tát cái người nói thưa thầy à, thầy có mệt không thầy nó cũng hơi mệt chút tại vì chứ mà con nghĩ chắc không sao tại vì thầy phát tâm bồ tát mà thầy nói sao phát giùm cho, cho, thầy vậy ai mượn vậy tự nhiên bảo thầy phát tâm bồ tát tự nhiên đẹp thầy bồ tát là muốn lại người làm mình đi chờ cho như ai cho không được cho nên đó là tu tập thì cùng nhau mà tu và chúng ta hiểu cuộc đời khổ đau sanh tử chúng ta nỗ lực lên để giải thoát khổ đau cho nên từ đó mà rõ biết sanh tử đã tận đắc cứu cánh thông tuệ Biết tâm vĩnh viễn thoát các lậu tham sân si Do thành tựu ba minh nên gọi là đấng ba minh Trân trọng cảm ơn đại chúng đã lắng nghe chúng ta dừng ngang đây Phật hiện thân ở đời Như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thương lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời